Anh muốn chúc các cô gái của nhà mình, Thục Anh, Thu Hương, Hoài Thương và Ngọc Anh 20 tháng 10 luôn xinh đẹp và hạnh phúc.
chị em ngày càng đảm đang. Chúc các bạn nữ ngày 20 tháng 10 tặng nhiều niềm vui. Chúc các bạn ngày càng giỏi giang, xinh đẹp và có được nhiều người anh trai tốt ở VNTU. Chúc các chị em phụ nữ một ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Ai chưa có người yêu thì mong mong có người yêu. Xin chào, Phúc Cần Học. Chúc chị em VNTU 20 tháng 10 vui vẻ. Chúc chị em VNTU 20 tháng 10 sẽ mau thích ế. Chúc các chị em khỏe, tài, xinh, ngon. Sắp đến ngày phụ nữ anh lại tư sướng bên cây đàn. Và chúc các em rồi sẽ luôn luôn xinh đẹp, duyên dáng ân cần dầm đang. Và chúc các em hạnh phúc cũng như yêu đời. Sắp đến ngày phụ nữ anh lại tư sướng bên cây đàn. Và chúc các em rồi sẽ luôn luôn xinh đẹp, duyên dáng ân cần dầm đang. Và chúc các em hạnh phúc cũng như yêu đời.